Sau khi bypass thành công nè, nó vẫn là màn hình hello nha. Các bạn cứ kích hoạt vô trong. Kích hoạt tới cái bước mà tạo tài khoản ID Apple à. Các bạn chưa có thì bấm ở ô này tạo nè. Nếu có rồi thì mình bấm bỏ qua ha. Wow. Rồi mình cứ kích hoạt bình thường thôi. Rồi vô trong menu thì mình cứ nhập ID Apple, tải app hay là gì đó bình thường các bạn. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay có khách hàng nhờ mình bypass cái con iPhone X nè các bạn. Tình trạng khóa cho chủ sở hữu à. Thì họ yêu cầu mình bypass dùng wifi thôi. Nói chung cần cái máy để quay video, chụp hình, dựng video gì đó các bạn. iOS 16.7.11 nè. Mình muốn bypass nhanh á thì các bạn tiến hành direct cho mình nha. Dùng cái tool WinRAR cũng được. Hôm nay có cái tool mới mình chia sẻ với các bạn luôn. Sau khi các bạn tải cái tool về mình mở lên. Tất nhiên trên máy tính thì mình cài iTunes 3 tool đầy đủ giúp mình nha. Sau khi cài xong á, mình kiểm tra coi thử máy tính nó nhận điện thoại có driver đầy đủ. Tiến hành mình mở cái tool, mình direct cho nó. Sau khi cái tool nó nhận được cái điện thoại nè, các bạn tích vô cái ô direct iOS 15 đến iOS 18 là làm được hết nha các bạn. Lúc này thì các bạn đợi cái máy mình vô chế độ recovery, chế độ cấp dù ha. Sau khi nó vô chế độ recovery á, cái tool nó hướng dẫn mình vô chế độ debug. Để bù những cái máy mà không có phím home á, các bạn cứ hai phím giảm âm lượng với lại phím nguồn nhịp nhẹ hợp lý cho mình là nó sẽ vô. Ví dụ bấm start nè, nguồn giảm âm lượng. Tầm 4 giây các bạn buông phím nguồn ra, vẫn giữ giảm âm lượng cho mình là tự động cái máy mình nó vô để bù. Khi vô để bù á thì là cái máy mình màn hình nó đen thui nha các bạn. Tool nó sẽ chạy ha. Các bạn phải phân biệt cho mình là đâu chế độ, đâu là chế độ để bù, đâu là chế độ recovery ha. Lúc này cái tool nó chạy. Mình để bên góc trái á, cái device manager nó sẽ có những cái sự biến đổi driver. Nếu mà nó lỗi tới đâu thì mình xử lý tới đó ha. Lúc này thì mình cứ đợi cho nó chạy thôi các bạn. Nó sẽ tự động nó cài cái driver của cái tool cho mình luôn. Tùy theo máy tính của các bạn nha. Nếu máy tính các bạn chip mạnh thì nó sẽ chạy nhanh. Còn máy tính mà cùi cùi ghẻ ghẻ thì nó sẽ chạy hơi lâu ha. Lúc này thì nó sẽ boot bông OS nè các bạn. Thì cái máy của mình nó sẽ chạy những cái lệnh code trên tool nó sẽ báo on down. Wow. Như vậy là mình đã direct thành công đó các bạn. Thì mình đợi cái điện thoại nó reboot lên thôi. Rồi mình kiểm tra coi thử nó direct thành công chưa. Rồi mình mở tool mình bypass bình thường. Cái tool này direct khá là nhanh nha các bạn. Mình chạy nói chung là hầu như là máy nào cũng là hiệu quả các bạn ha. Sau khi direct xong á, tiến hành mình mở tool mình bypass. Nếu mà cái tool nó chưa nhận cái máy ở chế độ direct á, các bạn rút ra ghim lại cho mình. Trên tool nó sẽ báo nè, máy bạn đã direct. Rồi các bạn điều hướng qua cái ô tab direct bypass iOS 15 đến 18. Các bạn chưa có ID Apple thì mình bỏ dấu tích vô skip nha. Để mình bypass xong á là nó vẫn màn hình hello. Rồi các bạn kích hoạt vô trong ha. Rồi các bạn chưa có ID Apple thì các bạn tạo. Có rồi thì thôi. Rồi khi mà mình bypass xong á, thì mình test những cái chức năng đăng nhập iCloud với lại phát ID cho các bạn xem luôn ha. Các bạn có thắc mắc gì á thì để lại tin nhắn. Mình sẽ hỗ trợ giúp các bạn nha. Sau khi bypass thành công á, các bạn đợi cái máy nó khởi động lên. Nói chung các bạn chạy cái tool này thì mình phải order series nha. Cũng không có đáng bao nhiêu đâu các bạn. Anh em nào hỗ trợ, anh em nào ủng hộ thì liên hệ với mình. Mình đăng ký số series cho anh em chạy ha. Sau khi bypass thành công nè, nó vẫn là màn hình hello nha. Các bạn cứ kích hoạt vô trong. Kích hoạt tới cái bước mà tạo tài khoản ID Apple à. Các bạn chưa có thì bấm ở ô này tạo nè. Nếu có rồi thì mình bấm bỏ qua ha. Rồi mình cứ kích hoạt bình thường thôi. Rồi vô trong menu thì mình cứ nhập ID Apple, tải app hay là gì đó bình thường các bạn. Rồi vô trong nè, giờ mình tiến hành mình đăng nhập iCloud thử. Cái tool này hầu như bypass là mình giữ lại broadband luôn nha các bạn. Nó không có mất broadband các bạn ha. Giờ tiến hành mình đăng nhập iCloud.
để mình xem coi thử nó có đăng nhập được không nha các bạn. Nói chung mình làm video này khá là kỹ ha, anh em nào cứ coi hết đi, rồi thích chạy tool đó thì liên hệ với mình hỗ trợ đăng ký series cho chạy nha. Oh my god. Tiếp tục mình đăng nhập vô Phát Time nè. Các bạn xài không sim á thì mình dùng Phát Time bằng ID Apple nha. Rồi mình cứ nhập bình thường thôi. Nói chung mấy cái tool này là mình test khá là kỹ ha. Hầu như hỗ trợ khách hàng nhu cầu của người ta thì cần dùng wifi thì mình bypass wifi, còn muốn bypass full sim thì mình bypass full sim. Sau này nếu các bạn muốn bypass full sim thì mình restart lại cái máy, mình mở những cái tool bypass full sim vẫn được nha các bạn. Các bạn xem video gặp thấy hay kết thì like đăng ký kênh hỗ trợ mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.